O Sen Song Ca cùng tượng đài Barbie Face. Nhạc sĩ Huy Tuấn, tổng đạo diễn lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, Hò Vô, cho biết tiết mục đặc biệt được chờ đợi tại sân khấu lớn công viên cầu thủ Thiêm 29 là phần song ca của O Sen Ngọc Mai và chủ nhân của 12 giải Grammy Barbie Face. Đây thực sự là một vinh dự lớn của Hò Vô dành cho O Sen, một sự bất ngờ mà huyền thoại âm nhạc thế giới ưu ái dành cho khán giả Việt Nam. Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, các nghệ sĩ quốc tế khi lưu diễn ít khi làm điều này, do việc sắp xếp chương trình biểu diễn thường chốt từ rất lâu trước đó. Điều này chỉ xảy ra ở những trường hợp rất đặc biệt, khi họ dành tình cảm với nơi mà họ đến lưu diễn hoặc với một giọng ca mà họ yêu thích. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng tiết lộ, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với quản lý, ban nhạc và nghệ sĩ Barbie Face để có thể có được lộ trình phù hợp cho việc tập luyện. Ngọc Mai đang nỗ lực rèn giũa để có phần trình diễn tốt nhất cùng Barbie Face tối ngày 10 tháng 12. Đây thực sự là cơ hội có 102 được trình diễn cùng với một huyền thoại lớn của âm nhạc thế giới. Điều mà ngay cả những nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới cũng mơ ước. Ngọc Mai được biết đến với sở trường thính phòng và dân ca hứa hẹn đem lại sự kết hợp thú vị cùng Abi và sao của Barbie. O Sen vừa bước chân ra khỏi một game show truyền hình thực sự chưa phải là một đại diện cho V-pop, nên cũng chưa rõ cô có tải nổi trọng trách. Ngoài ra, O Sen vẫn có 30 phút trình diễn riêng cùng ban nhạc vào ngày 11 tháng 12. Cô bật mí về phần diễn này, tiết mục sẽ bao gồm các bài quen thuộc tại ca sĩ mặt nạ với chiếc áo mới cùng những bí mật riêng. Hò Vô là nơi nhiều nghệ sĩ chọn để ra mắt những sản phẩm mới toanh. Đầu tiên phải kể đến Gioni Stimson, chủ nhân bản His Smile, sẽ trình diễn single mới lần đầu tiên vang lên là LASERS. Bên cạnh những bản làm mới nhạc trình, Hà Lê sẽ giới thiệu tới khán giả Hò Vô dự án mới nhất của mình là Eplos hợp tác với Khắc Hưng. Trên sân khấu Hò Vô, Bùi Lan Hương không còn là nữ hoàng Dream Pop mà lột xác với thể loại Electronica, Dancer hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. Đinh Hương cũng mang tới Hò Vô những ca khúc chưa từng phát hành trên bất kỳ một sân khấu âm nhạc nào ở Việt Nam.